Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phi Khôi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tết yêu thương. Các bạn thân mến, Tết sắp đến rồi phải không? Thế âm lịch đang gọi là Tết Nguyên Đán. Và dịp này, mình rất thích được cùng mẹ mua sắm đồ Tết, dọn dẹp trong ngôi nhà cửa, được cùng ông bà về quê và bánh chưng. Và đặc biệt, mình sẽ nhận được những phong bao lì xì vào và may mắn đầu năm. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích nhất là điều gì? Hãy chia sẻ cho mình nghe nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.